Hello anh em, nhân ngày đầu tháng thì Cú Ca cũng update về thị trường. Trước đó thì Cú Ca có up một cái video cách đây khoảng 3 ngày, Cú Ca nói về ba đường tâm linh tụ hồi trên khung H4. Đó là cái điểm này nè anh em à. Và khi giá mà nếu nó về ba đường tâm linh hồi ba đường tâm linh tụ hồi á thì chúng ta sẽ có một điểm SL rất ngắn để chúng ta có thể ăn lên. Tuy nhiên thì giá đã không chạm ba đường tâm linh và nó tăng luôn nha anh em, nó tăng thẳng lên luôn. Và sau đó thì nó sập xuyên qua ba đường. Nhưng anh em nên nhớ này, anh em nói Cú Ca sao chỗ này anh Cú Ca bảo là mua 28k3, đó là kèo nếu nó đụng này thì nó mới mua 28k3 nha anh em. Còn nó ra tới chỗ này thì ba đường nó đã không còn tụ lại với nhau nữa rồi. Nên em chú ý là cái kèo đó là chỉ là kèo ăn ngắn thôi. Và ngay sau kèo đó nha anh em, vào sáng chủ nhật lúc khoảng 7 giờ là cái chỗ này nè anh em ạ. Ngay cái đường màu xanh Cú Ca vẽ nè, lúc khoảng 7 giờ thì Cú Ca có nói anh em là gì? Đây, lúc khoảng 7 giờ à 9 giờ sáng. 9 giờ sáng là cái đoạn này nè anh em ạ. 9 giờ sáng à, cũng là cái cây nến xanh với cây nến đỏ thôi. Lúc khoảng 9 giờ sáng thì Cú Ca có nói anh em là gì? Bạn mượn tư em đi chơi không? Đúng nào, tối qua Cú Ca mơ thấy Bitcoin giảm 4 đến 5 ngàn giá, sáng dậy soi thấy có nguy cơ thiệt. Tối nay nếu mà đóng đến tuần nó rút râu thì coi chừng, thời điểm nhạy cảm. Và trên cái tab cộng đồng trên kênh Cú Ca cũng không quên nhắc anh em là gì? Chúng ta nếu đóng nến tháng dưới 28k4 mà là cây đỏ thì nó sẽ là cây đỏ rút râu nha anh em. Còn nếu đóng dưới 28k thì nến tính vô tuần sẽ là cây doji. Tuy nhiên thì thực tế thì sao anh em? Thực tế thị trường nó đóng cây nến tuần xanh nha anh em. Nhưng vừa mới đầu tuần nó đã chơi một cây ngược lại với cây xanh. Và nó làm cho Cú Ca thấy cái giấc mơ của Ca đang dần thành hiện thực. Cú Ca nhắc đây là rủi ro có thể xảy ra và chúng ta nên đề phòng, chứ không phải là anh em cứ kỳ vọng cứ lên mãi được ha. Sẽ có quả điều chỉnh, Cú Ca thấy thời điểm này là thời điểm điều chỉnh rất là thích hợp nha anh em. Bây giờ chúng ta nhìn nè, Cú Ca sẽ phân tích cho anh em thị trường Bitcoin trong vòng một tháng tới ha. Và đây là đầu tuần, những cái tín hiệu đầu tuần nó rất là tuyệt vời nha anh em, rất là tuyệt vời. Và những cái việc mà giá nó biến động trong cái tháng này anh em sẽ thấy nó khá là kinh khủng, tại vì chúng ta đã tạm thời thiết lập một cái đỉnh tạm ở vùng 30k. Như vậy có thể trong tháng này giá chưa chắc đã test lại vùng 30k nha anh em, chưa chắc đã test lại. Thì bây giờ Cú Ca sẽ nói cụ thể nó như thế nào. Anh em thấy là gì? Cú Ca phán đoán là gì? Cái cây này nó sẽ đóng thành một cây nến đỏ. Tuy nhiên thị trường thực tế nó đã chờ cho tới ngày hôm sau nó mới đóng nến đỏ anh em thấy không? Cú Ca xin lỗi, chờ tới ngày hôm sau nó mới thực sự nó giảm. Như vậy nếu anh em có thể sơ so cho Cú Ca là gì, anh em lấy cái này, anh em lắp vào cái này đi ha. Thì anh em thấy là gì, rõ ràng chúng ta đang có một cây nến đỏ thôi. Cú Ca có thể mở khung 2M cho anh em xem, chúng ta đang có một cây nến đỏ à, cây nến đỏ. Như vậy thị trường sẽ đi như thế nào, các bạn có thể nhìn các cái khung thời gian như khung tuần. Đây chúng ta thấy là gì, đây là những cái đỉnh nè, 1 2 3 4, trong khoảng một tháng trời chúng ta không phá nổi cái đỉnh 30k, anh em thấy đúng không nào? Anh em cứ nhìn lại đi, trong vòng một tháng chúng ta không phá nổi đỉnh 30k rồi. Như vậy và Bitcoin bắt đầu nó có dấu hiệu điều chỉnh nha, chúng ta thấy dấu hiệu điều chỉnh. Thì hiện tại á, Cú Ca hôm 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 qua Cú Ca nói á, các khung thời gian nó đã yếu đi rất là lâu rồi. Chúng ta có thể thấy là khi mà giá nó lên vùng 28k thì chúng ta thấy nè, tới bây giờ nó là 45 ngày à, mặc dù chúng ta không thấy dấu hiệu phân kỳ trên khung 3D ha, không thấy phân kỳ 3D, mà để xem các khung như 1D có phân kỳ không nào. 1D có dấu hiệu phân kỳ nè anh em à, 1D nó có phân kỳ á, nó có phân kỳ anh em à. Tuy thì cái phân kỳ nó không rõ lắm nhưng chúng ta đã thấy dấu hiệu suy yếu nó bắt đầu xuất hiện trên thị trường rồi. Và khi khung 1D nó phân kỳ và cái thằng này nó lên, anh em thấy không, nó lên không nổi, nó không đụng nổi cái đỉnh cũ và nó bắt đầu nó rơi xuống. Đây là một cây nến xả rất là mạnh nha anh em, và trước đó chúng ta thấy nó đã kéo một cây râu nhẹ rồi nó xả này. Thì đây là mô hình nến rất xấu, nhưng chúng ta vẫn còn cái gì đây, chúng ta vẫn còn điều gì ở đây, chúng ta có một cái vùng hỗ trợ rất rất cứng nha anh em, rất rất cứng. Đã mấy lần giá nó thử đục nhưng không được và nó để lại rất là nhiều cái râu trên khung ngày ha, rất nhiều cái râu trên khung ngày, và đó là một cái điểm mà giữ thành cho chúng ta. Tuy nhiên thì đối với Cú Ca thấy cái đà như thế này á thì có thể nó sẽ đục xuống nha anh em, có thể nó đục xuống. Và trước mắt là chúng ta thấy cái đường tâm linh ở vùng 24k5 đó, nó cũng là cái vùng đỉnh cũ nè anh em. Đây Cú Ca vẽ cho anh em, đây là một cái vùng mà chúng ta có thể kỳ vọng giá nó sẽ đỡ được Bitcoin để chúng ta có tiếp tục thì nó sideways tiếp. Thì nó sideways tiếp thì chúng ta tính tiếp nha anh em. Còn bây giờ chúng ta tạm thời Cú Ca có một cái view ha,
trong vòng 1-2 tuần nữa ha, cũng có thể là trong tuần, bữa nay ngày mấy rồi anh em, bữa nay thứ ba, là có thể trong tuần này nó về luôn đó anh em à. Cái chuyện câu chuyện nếu nó về nhanh quá thì cẩn thận ha, cứ chờ nó về rồi tính tiếp nha anh em. Hiện tại Cú Ca đã chốt gần như là hết OnCoin, chỉ còn Casper một phần thôi nha anh em. Cú Ca nhắc lại là Casper Cú Ca chốt gần một nửa rồi ha, Cú Ca không còn giữ bất kỳ OnCoin nào ngoài Casper, và Cú Ca đã tính tới công cái việc gọi là bảo toàn tài khoản hơn là cái việc ham hố nha anh em. Thì bây giờ khả năng thằng Bitcoin nó sẽ có một cái pha điều chỉnh khá là mạnh, và cái việc mà nó phá cái đáy này, vì sao Cú Ca lại nói nó có thể phá được cái đáy, vì sao Bitcoin có thể phá được cái đáy này ha, anh em có thể thấy là gì, trước mặt chúng ta đang có rất là nhiều tin đây này anh em nhìn nè, tin thằng Fed, hai cái tin thằng Fed đón nào, và cái tỷ lệ lãi suất đây rất là quan trọng nè anh em ạ. Đó nên là anh em phải rất cẩn thận, bởi vì cái tin thằng Fed nó ra nó có thể đầy đọa Bitcoin rất sâu về cái vùng 24 25k nha anh em, có thể về 25k tới 24k, vì đây là khung thời gian lớn nên cho phép Cú Ca sai số 1.000 giá nha. Đó bây giờ trước mắt chúng ta sẽ thấy một cái quả điều chỉnh khá là sâu. Thế và Cú Ca nhắc anh em trước khi nó phá cái hỗ trợ nha, lần này cái hỗ trợ có thể không giữ nổi, mặc dù hỗ trợ này rất cứng nhưng mà Cú Ca cảm giác nó không giữ nổi anh em ạ. À, cảm giác không giữ nổi thì trước mắt chúng ta chờ xem nó như thế nào, nhưng mà đối với thời điểm này á, chúng ta nên bắt đầu dịch stop loss ha, chúng ta nên bắt đầu dịch stop loss. Bạn nào mà còn lì với thị trường thì nên đặt sẵn cái stop loss đi ha, một quả nó giật về thì anh em cắt luôn đi, đừng có tiếc, chúng ta đã ăn được một khoản rất dài rồi ha, một khoản rất dài rồi, đối với những bạn pro đã ăn được khoản rất dài rồi. Hy vọng anh em cũng cảm thấy thỏa mãn, cho dù anh em có bắt hụt đi chăng nữa thì anh em cũng ăn rất là nhiều rồi, và chúng ta đang ở sát cái vùng đỉnh rồi. Hiện tại thì nên giảm cái sự kỳ vọng đối với thị trường nha anh em, nên giảm. Cú Ca thấy rất nhiều tín hiệu nó đã báo xấu rồi, ví dụ như thằng H4 á, sau cái đợt sập nó tiếp tục, sau cái đợt sập mạnh đúng không, nó hồi lên và sau đó bắt đầu giá nó tiếp tục tiếp, và bây giờ nó đang gần cái hỗ trợ. Và Cú Ca nhìn cái thị trường nó đi bằng những cái nến rất là uy lực nha anh em, rất uy lực, lực xẻ cũng không phải đùa đâu à, lực xẻ cũng không phải đùa đâu, nên là Cú Ca nghĩ có lẽ là thị trường nó sắp tiễn chúng ta đi xa lắm đó, 4-5 ngàn giá như Cú Ca đã nói ha, khả năng nó tiễn chúng ta 4 ngàn giá. Thì hôm trước lúc Cú Ca nói là nó đâu đó ở vùng 29k8 này anh em à, 29k8 29k5 nè, và bây giờ thì nó đã giảm cho anh em gần 2 ngàn giá rồi ha, 1.500 giá rồi đó. Anh em cứ liệu mà tính toán ha, nếu mà nó đi tiếp 3.000 giá nữa thì tài khoản anh em về đâu, nên cái việc tìm cái điểm stop loss cho bản thân rất là quan trọng à. Cú Ca đề xuất đó là cái điểm dưới cái đáy này, còn anh em nào mà tiếc tiếc cái lãi thì nên chốt một nửa đi ha, chốt một nửa đi, cái đoạn này Cú Ca thấy nó không còn thơm tho gì nữa nha, đặc biệt là những cái khung thời gian lớn Cú Ca thấy nó yếu và nó bắt đầu có những cái dấu hiệu xấu rồi, ví dụ như khung 2D 3D anh em ha, ví dụ như sáng mai là đóng cái nến 2D này, anh em thấy cái mô hình đây là mô hình nến gì à, đối với một khung thời gian là 2D anh em thấy không, đây khung 2D này, thì ngày mai nữa là đóng nến 13 ngày nữa là 13 tiếng nữa đóng nến, thì anh em nhìn cái mô hình nến đây là nến gì, nó gọi là sao băng sao mai vậy ha anh em, sao băng đúng không nào, sao băng đó. Cú Ca thì không không nhớ tên những mô hình đâu, nhưng mà nhìn thì thấy cái mô hình này nếu mà đóng nến thì nó ra cái mô hình này nè đó, thì anh em thấy đây là một dấu hiệu đảo chiều gì nữa, đoạn này đảo chiều là vừa đẹp luôn anh em à, đảo chiều nó đâm về đâu đó cái vùng 25k thì rất là đẹp nha anh em, vì đây là khung thời gian lớn nên là mấy ông mà trade mà đòi stop loss vài trăm giá mà ăn 3.000 giá thì xin lỗi mấy ông quá pro nha, ông nào mà short ăn được cú này mà SL ngắn thì quá giỏi. Cú Ca những khung thời gian lớn thì Cú Ca thường là chốt từng đoạn, ăn từng đoạn, chốt từng đoạn ha. Vậy thôi anh em à, cái đoạn này thì Cú Ca thấy những khung thời gian lớn đã có dấu hiệu muốn đi xuống rồi, còn những khung nhỏ hơn thì sao, khung H4 anh em thấy không, nó chui dưới ba đường trung bình rồi ha, nó chui dưới ba đường trung bình và đây là một dấu hiệu xấu. Khung H4 là một trong những khung thời gian rất quan trọng, khi nó giá nó chui xuống hai đường trung bình như thế này thì Cú Ca thấy cũng hơi rủi ra rồi đó, bắt đầu rủi ra rồi đó. Anh em thấy không, trong suốt cái trend tăng nó chỉ có vài lần nó vi phạm thôi ha, nó chỉ có vài lần nó vi phạm thôi, có vài lần nó vi phạm thôi, và lần này có lẽ là cái lần nó lủng đó anh em à, cái lần nó lủng luôn đó. Thì cái đường EMA 200 anh em nhớ này, đường EMA 200 nó là chu kỳ 200, nên khi mà giá mà đã phá cái đường này thì thường là đảo trend trên khung thời gian đó nha anh em, thường là đảo trend luôn á.
Còn những khung H1 thì anh em thấy rõ ràng là bắt đầu giá nó bắt đầu nó đi theo mô hình bắt đầu cá đáy rồi nha anh em, bắt đầu có đỉnh đáy thấp dần rồi đó, thì anh em cứ cân nhắc thôi. Cú ca bắt đầu thấy cái lực thị trường nó có xu hướng nó đi xuống rồi. Thì hiện tại nếu mà anh em trade ngắn hạn á thì sẽ có những cái pha hồi ha anh em, những cái pha hồi để nó có thể nó về cái Fibo 0.5 này hoặc là 0.618 này đó, tùy 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 vào cái lực thị trường nó có thể lên được những cái vùng này và sau đó nó thể giảm tiếp ha. Anh em nên nhớ là những khung lớn của ca phân tích là khung 2D 3D thì cũng ca thấy nó yếu, nhưng những khung nhỏ như khung H1 H2 đôi khi nó vẫn còn những cái lực buy để nó thanh khoản luôn nha anh em, nó sẽ buy nó sẽ đẩy giá lên để nó thanh khoản tiếp ha và nó sẽ xuống, nên là cái đoạn này á giá nó vẫn còn cơ hội đi lên một chút nữa nha anh em. Và cô ca thấy á cái vùng này á là một cái vùng cũng khá là uy tín để mà chúng ta canh, chúng ta short. Tuy nhiên thì như cô ca nói á, cái việc mà chúng ta short những khung thời gian như 3D, 1D là việc rất là khó nha anh em. Nên ông nào mà nghe cô ca nói nó giảm á, mà mấy ông short á, nó bật lên đây nó ăn L mấy ông rồi nó đi xuống thì mấy ông đừng có khóc ha. Đừng có khóc nha, cái chuyện đó là hết sức bình thường. Rồi trước mắt thì chúng ta thấy thị trường nó đang giảm và bắt đầu có áp lực xả nha anh em, áp lực xả. Anh em thấy những cái cây này nè, cô ca để ý rất là kỹ những cái cây mà thị trường nó ban cho chúng ta. Đó, những cái cây volume lớn mà xả như thế này nó không phải là những cây xả của những người chơi như chúng ta đâu ha, không phải là một vài cái tin làm cho người ta FOMO đâu ha. Anh em nên nhớ tin thị trường ra là tin để điều phối đám đông, mà cá mập nó tạo ra những cái cây này không phải cho vui đâu nha anh em, nó thể hiện lực xả đó anh em ạ. Rồi như vậy chúng ta sẽ chờ thị trường di chuyển tiếp, và ngày đầu tháng thì cũng can định hướng cho anh em là gì, có thể tháng này chúng ta sẽ đầu tháng chúng ta sẽ view short khá nhiều ở nha anh em, có thể nó cứ giảm thôi, anh em sẽ thấy thị trường nó đi khá khó chịu. Nếu mà nó giảm từ từ thì chúng ta sẽ còn hy vọng đi lên nha anh em, còn nó nếu mà nó giảm nhanh quá thì cũng can cũng chưa biết được, cứ chờ thị trường nó phán quyết thôi. Hiện tại thì cái lực khung lớn nó yếu thì nó sẽ bị điều chỉnh thôi. Rồi chúc anh em giao dịch thành công, nhớ like và ủng hộ của ca nha. Cái bài này nó hơi phức tạp một tí nha anh em, cái bài vừa rồi của ca nói hơi phức tạp chút, anh em nào mà xem còn chưa hiểu thì có thể xem lại ha. Cảm ơn anh em đã xem.